Nguyễn Thị Quỳnh Hoa sinh năm 1976, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, là đối tượng cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố Vinh. Hoa đã từng có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy vào năm 1999 và tội đánh bạc vào năm 2012. Ra tù, Hoa cấu kết với Nguyễn Quốc Hoàng, sinh năm 1992, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, cho người có nhu cầu vay tiền với số lượng từ 50 triệu đến 200 triệu đồng một lần giao dịch, với mức lãi suất từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng một triệu một ngày, tương đương 30% đến 45% một tháng, 360% đến 450% một năm. Mức lãi này gấp 18 đến 22 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ Luật Dân sự và gấp 3,6 lần đến 4,5 lần mức cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 Bộ Luật Hình sự. Đáng nói, có trường hợp vay với lãi suất 25.000 đồng một triệu một ngày, tương đương 890% một năm. Một trong những điều kiện của các đối tượng này đưa ra là sau khi giao dịch vay tiền thành công, các con nợ chụp lại ảnh cá nhân cầm kèm trên tay giấy vay nợ để các đối tượng lưu giữ một bản. Khi người nợ tiền chậm trả lãi hoặc không có khả năng trả nợ, các đối tượng đưa người đến đe dọa gia đình, người thân, đăng ảnh, thông tin liên tục lên các trang mạng xã hội, thậm chí hành hung, đánh đập người vay. Trong cái quá trình đấu tranh thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà khó khăn lớn nhất đó là về cái việc rằng là đối tượng là cho vay cũng như người vay lãi suất này thì người ta không đến cơ quan điều tra để tố giác khi để xảy ra những cái việc cho vay lãi suất này. Trên cơ sở thông tin thu thập được, Công an thành phố Vinh đã lập chuyên án 129L triển khai thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Quỳnh Hoa về hành vi cố ý gây thương tích và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Khám xét khẩn cấp người và nơi ở của Hoa đã thu giữ 4 cuốn sổ ghi nợ, 14 giấy vay tiền, 1 két sắt và 4 điện thoại di động, bên trong có chứa dữ liệu về việc cho vay lãi nặng. Tiếp đó, mở rộng chuyên án bắt giữ Nguyễn Quốc Hoàng, sinh năm 1992, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng này đã cho trên 50 người vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.